Sao bữa nay sức khỏe tốt hơn mọi bữa không? Mệt quá. Mệt hoài vậy hả? Ấy chưa cái sao sao không lấy cái tiền nó bỏ vô cái bóp đi chú Thanh. Con lấy cái bóp cho chú ha. Cái bóp đựng giấy số của chú á. Rồi chú cầm trên tay vậy rồi nó mỏi rồi chú buông ra người ta cũng lấy vậy. Có không? Vậy hả? Cầm trên tay gồng trên tay vậy đó hả? Cầm trên tay thì không sợ người ta lấy, người ta để cái bóp bán cái số của chú á. Giờ dương tay đẹp con này hả? Mấy trăm ngàn nữa. Không có, để anh Kim qua. Con nãy qua anh Kim anh chưa có qua kịp, anh về bển anh tắm rồi. Để anh Kim qua thì anh thay quần áo rồi cho chú tắm rửa rồi. Ba nè, chú nhận nó. Qua đây chú nhận. Con nhàn qua quá. Con nhàn qua nhưng, quá. Nhưng mà mấy bữa nay khỏe không? Mệt quá. Bữa nay mệt hơn hôm qua nữa gì? Mệt hơn qua nữa. Thấy nói chuyện được nhiều hơn qua mà. Nhưng mệt. Mệt. Mệt hả? Trong con là sáng giờ đó con. Thì con thường thường con chiều con mới lại được với chú thôi. Uống nước không? Uống nước không? Uống nước không? À, bữa nay chuyện thêm chai bành kia nữa. Cái phòng này bữa nay không còn ai. Cái phòng này bữa nay không còn ai hết trơn hả chú? Nước yến có để sẵn. Nè, nước yến có để sẵn nè. Nên được uống được. Hả? Đồ uống đá hả? Trời ơi. Lên không? Đã khác không? Đây nè, ở cho có cái bóp giấy số chú đây mà chú không chịu lấy bỏ vô mình đi cầm trên tay về hoài sao không chịu nổi. Sợ mất hả? Rồi cầm trên tay vậy lỡ chú ngủ quên người ta cũng lấy vậy, người ta nếu người ta chịu lấy là chú để đâu người ta không lấy được chứ. Chú ngủ đút rồi. Ngủ đút vô quần hả? Trời ơi, ai đâu mà tham mà lấy, chú có mấy trăm ngàn đó mà lấy gì không biết nữa, mà cho chú không hết nên đâu mà lấy. Cầm trên tay suốt hả? Chú chưa ăn cơm được phải không? Chưa có rồi. Con hôm qua nói chuyện với chú. Nói chuyện được cho vui hả? Chứ không. Hả? Không ai nói chuyện chứ không ai. Không ai nói chuyện hết. Cái phòng này ở đây người ta cũng đi hết rồi. Người ta xuống pha hết rồi. Ngày thứ hai sao không ai chứ? Dạ. Ngày thứ hai. Bữa nay thứ hai. Dạ. Gì gờ gờ bụng rồi nặng đau đau chúc con cái nhận lỗ nó ba thấy ông cả nhận nó quá ba nó buồn thôi đi ấy đi từ từ đưa rồi tính quá trời đau quá vậy đau quá đau cái gì mà sao cứ nhăn dữ vậy nè
Chuyên khoa không? Dạ. Chuyên khoa không? Dạ khoa. Bữa nay nó gỡ cái ống hơi ra hả? Gỡ ống hơi ra hả? Gỡ ống hơi với bút. Bút ống tiểu qua chứ mình khó thôi. Bút ống tiểu ra hả? Trời, ống tiểu, tiểu nổi. Chú không tiểu ra rồi là sao chú ngồi vậy chú tiểu vô bô được? Con thấy một bô nước tiểu kìa, hồi con đổ bô tiểu rồi cái bô tôi nước tiểu đó ở đâu mà con chú ngồi vậy chú tiểu là gì? Phải tiểu. Tiểu. Dạ. Đẩy cái gối vô chỗ nè. Thấy gối vô chân hả? À. Rồi. À. Trời ơi, nhanh dữ vậy. Rồi. Hôm nay phòng người ta đi xuống khoa hết, người ta chuyển xuống khoa hết rồi còn mình chú Năm. Nhờ chút khoa thôi. Mới giặt đồ được. Dạ. Mà chừng nào chú xuống khoa mới khỏe chứ chú còn nằm đây là còn mệt lắm. Chưa thèm cơm được hả chú Năm? Chưa thèm cơm làm gì được hả?